Câu hỏi của cô Lụa là LDL của cô là 4.0 thì đã phải điều trị thuốc chưa bác sĩ? Vâng ạ, cô Lụa có thể cho tôi hỏi luôn là cái chỉ số triglyceride và cholesterol của cô là bao nhiêu được không? Bởi vì chúng ta sẽ cung cấp một chỉ số rất là khó để đưa ra một cái lời khuyên. Nhưng mà đối với cái chỉ số LDL của cô mà nó cao như này thì bắt buộc là gì ạ? Chúng ta nên dùng thuốc. Và cái nhóm thuốc chúng tôi chia sẻ từ trước đây rồi, nhóm statin nhóm đầu tay. Khi mà cơ thể của cô không còn dung nạp với statin nữa thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển sang nhóm fibrat, hoặc là gì ạ? Nếu mà cả bốn chỉ số của cô đều rối loạn, cholesterol, triglyceride, LDL-C của cô cao mà HDL lại thấp, thì lúc đó chúng ta còn phải phối hợp hai nhóm thuốc để điều chỉnh cái rối loạn chuyển hóa của cô, chứ không phải là một nhóm đơn thuần. Và chúng ta thường thường sau khi sử dụng thuốc khoảng 3 tháng xét nghiệm lại, nếu mà cơ thể dung nạp chậm, không dung nạp và có khả năng là gì không thay đổi được cái chỉ số, thì bắt buộc lúc đấy bác sĩ sẽ lại phải chuyển nhóm thuốc khác cho cô. Thì xin cảm ơn câu hỏi của cô Vâng, có một bạn là Phí Thị Phương có câu ạ. hỏi khá là đầy đủ. Chị 50 tuổi, cholesterol toàn phần là 6,85, LDL là 5,47 và HDL là 1,4 thì có nguy hiểm không? Đang thiếu vẫn thiếu một chỉ số đúng không bác sĩ Dũng? Vâng, vẫn thiếu triglyceride, nhưng mà câu hỏi này cũng khá đầy đủ rồi. Thì nhìn vào cái xét nghiệm của chị Phượng thì khả năng là chị còn mắc bệnh lý kèm theo nữa. Đối với độ tuổi 50 thì rất có khả năng là chị còn kèm theo bệnh lý về tăng huyết áp, cũng như là gì các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, và nó làm cho tất cả các chỉ số mỡ máu của chị nó quá là xấu. Nó xấu là sao lại xấu ạ? Có nghĩa là gì? Cái chỉ số về cái cholesterol nó tăng cao lên, nó trên ngưỡng tầm khoảng 2 đơn vị thôi, nhưng mà cái chỉ số LDL của chị quá lớn, nó vượt quá cái ngưỡng của độ tuổi 50 nên có. Ví dụ độ tuổi 50 của chị thì cần giữ cái chỉ số này dưới 2, nhưng mà của chị đã tăng đến gấp rưỡi rồi, là 5,47. Và cái chỉ số HDL của chị, cái chỉ số mà trọng lượng phân tử cao mà nó có lợi thì nó lại thấp. Nó sẽ dẫn đến rất nhiều các bệnh lý về mạch máu về sau. Do đó bắt buộc chị nên điều chỉnh bằng dùng thuốc cũng như các loại thực phẩm, phải thay đổi nó đi, và bắt buộc phải vận động thể dục thể thao. Cũng bác sĩ Cường rất chăm tập thể dục chạy bộ. Mà điều ấy tôi phải học hỏi từ bác sĩ Dung, bác sĩ Cường, nhưng mà chưa có thời gian để đi. Còn nếu tiếp tục tình trạng mà tôi cũng ngồi nhiều như thế này, làm công việc chuyên môn nhiều như này, thì cũng sẽ rối loạn chuyển hóa lipid, bởi vì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bởi vì hàng ngày các bữa ăn của các bác sĩ mặt trực với bệnh viện lớn hầu như bữa ăn nhanh, chúng tôi ăn rất là nhanh, và gì ạ, chúng tôi để hoạt động thể lực không nhiều, mặc dù chúng tôi làm các thủ thuật chuyên khoa, ví dụ đặt ống nội khí quản, mở khí quản cho bệnh nhân lọc máu hay đặt cateter, nó chỉ tầm 5-10 phút thôi, và nó chủ yếu là gì ạ, sự linh hoạt của bàn tay, chứ cơ thể lại không vận động nhiều. Do đó các bác sĩ cũng bị rối loạn chuyển hóa rất là nhiều. Nhưng các bác sĩ hơn được một cái là gì? Các bác sĩ hay đi xét nghiệm và các bác sĩ tự dùng thuốc cho bản thân mình.